Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Em cảm ơn cô bác anh chị em đã theo dõi kênh cho máy của em ha, như là mua máy em hộ bên em thời gian qua quá chị em nha. Thì hôm nay em quay đưa dâu đây kìa, nay em quay cho cô bác anh chị em tham khảo cái động cơ Yanma 3T74 quá nha. Con này 3T74 dùng tua 2650. Em này 20 BS, mới siêu phẩm luôn, quá mới. Con này thì em cam kết nguyên zin nguyên bản quá anh em, không có sơn dặm, không có tháo gỡ ha, đề nó nguyên zin chưa dặn chưa mở luôn. Bô đen cạnh 3T74 đã lắm quá anh em. Nó chát luôn. Này thì heo nó xài tắc cơ quá nha. Đây bật lên sau không, bật trước quên kìa, bật lên trước chạy sau chạy quên, như trước chạy nó mới chát. Con heo nào chạy vỏ chạy tàu rồi đó, mua con này ha, đã cái tin. Không biết là lên sao đi ta, để thử coi. Quá đẹp, long lanh cành đào quá anh em. Em bán bao nguyên zin nha, không sơn dặm, không sửa chữa gì nha, không đổ hơi. Đấy, mới tinh luôn. Giá 18 triệu quá anh em. Các anh chị em có nhu cầu xài máy 3T ủng hộ nha. Con máy này thì nói chung là nó có nhiều giá quá anh em. Đó, 14, 15 cũng có, nhưng mà máy này nó quá vip quá anh chị em ơi, cho nên là giá nó hơi cao nha, máy chưa thông cảm. Kèn ha, đây những bộ lửa nè, xanh lè luôn, quá trời quá đó, xuất sắc. Rồi em cảm ơn quá anh chị em rất là nhiều nha, cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại quá anh chị em video tiếp theo nha.